là Papa Shy để mà tham gia thực hiện challenge ngày hôm nay. Và nếu mà các bạn đã xem video bên channel của chị Lan với Papa Shy thì biết được là Phương vừa mới mua một thử thách. Thử thách 7 giây hay chị? Thử thách 7 second challenge. Yeah, thì nói chung là tôi thua. Cho nên là bây giờ thì tôi sẽ thực hiện hình phạt của mình trong cái clip này. Và hình phạt ngày hôm nay cũng chính là một thử thách, đó là thử thách gì hả chị? Thử thách không phải tay tôi. Thử thách mà make up dấu tay, nó về arms challenge. Đó thì tại vì An Phương thua cho nên là An Phương sẽ là người bị trang điểm. Và được trang điểm không? Dạ được chị, đúng rồi. Và chị Lan sẽ là người make up cho An Phương. Và bây giờ thì clip này bắt đầu luôn nha. Yeah. Hello các bạn. Hello các bạn. Hôm nay là An Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn một phong cách make up. Hôm nay An Phương hướng dẫn cho em không có bay. Phong cách make up của An Phương ngày hôm nay là tự nhiên nhưng mà lộn lộn. Nói chung là có điểm nhất. Và bây giờ thì make up xin phép được bắt đầu. Đầu tiên thì An Phương sẽ bắt đầu dưỡng mặt trước. Thì cái... hơi nhiều. Thì cái kem dưỡng hôm nay An Phương sử dụng là của Bioderma. Đây, đây chính là kem Bioderma Soothing Cream thích hợp cho da nhạy cảm. Rồi An Phương chỉ lấy một lượng vừa đủ để mà thoa lên mặt thôi. Sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi make up sẽ giúp cho lớp nền nó mướt hơn, đầy đủ độ ẩm trong một ngày để mặt không bị đổ dầu nhiều. An Phương sẽ chấm nhẹ các điểm ở trên mặt. Chưa, sao có một điểm chấm hoài vậy? Anh còn tay nữa chị. Reach đến điểm đó. Các điểm ở trên mặt. Thoa trên mặt gì? Ok. An Phương tự tập trung là thoa ở cái rìa mặt. Đừng có thoa ấm bốn. Chị không như thế. Rồi, em sau khi An Phương đã thoa rìa mặt hoàn hảo thì bây giờ là mình sẽ qua bước kem nền. Đây là kem nền NARS, có độ che phủ vừa phải, mỏng nhẹ, được cái rất là dễ blend cho nên An Phương rất là thích. Vót, thích mà chị thích là vót. À, màu An Phương dùng là màu gì nhỉ? Màu light 3, màu số 3. Kem nền này thì An Phương đã sử dụng tầm 1 tuần rồi và An Phương cảm thấy khá là bất ngờ vì em nó rất là tốt. Sử dụng cọ Real Techniques Expert Face Brush để mà tán kem nền này ra. Rồi. Cứ như là trát bánh vậy đó. Sao rồi em? Hết kem nền mất rồi. Hết kem nền mất rồi. Không, bình thường em dùng được đó chị. Tại vì hôm nay là cần phải mặt nó phải có độ che phủ hơn một chút xíu nữa cho nên em cũng quyết định là dùng nhiều hơn hàng ngày một chút. Chấm thôi, nhiều điểm vậy chứ không phải một điểm đó chị. Đồn sợ. Rồi, ok. Bây sau khi mà An Phương nghĩ là mình đã lấy một lượng vừa đủ foundation rồi thì bây giờ An Phương sẽ tán foundation ra. Trông như kiểu bị ngừa ngay á. Bao môn luôn. Bao môn ấy. Sorry. Ôi, còn lâu sao? Có tâm. Được chưa? Bình thường thì An Phương sẽ dành tầm chắc là 5 phút để blend. Nhưng mà hôm nay thì An Phương hơi lười một chút cho nên chắc An Phương chỉ blend 30 giây thôi. Mà một cách để mà blend dễ dàng hơn nữa thì sau khi blend bằng cọ thì An Phương sẽ sử dụng Beauty Blender để mà tán cái lớp nền này ra. Đó. Bình thường thì An Phương sẽ dùng cái đầu, cái mặt vát còn lại á. An Phương sẽ thoa lại những cái điểm mà An Phương vừa mới chọn foundation lúc nãy xuống dưới cổ luôn. Chị bình thường chỉ thoa mặt thôi chứ An Phương có thoa tóc à? Bây giờ thì An Phương sẽ qua bước tiếp theo là An Phương sẽ phấn phủ. Phấn phủ hôm nay mình sử dụng là phấn của Bourjois Healthy Balance Powder. Dạ, rất thích. Rất rẻ. Con này đẹp hết. Dạ. Hát chì, tay tránh ra để hát chì. Chưa hát chì được. Thôi, bỏ qua, có gì được. Đúng rồi, em Phương tháp, em Phương chuyên nghiệp mà. Đó, em Phương bắt đầu. Cái make up này hôm nay là mình tập trung ngoài rìa mặt hơn là trong trung tâm mặt các bạn ạ. Tâm nào thì tâm. Rồi, tâm nó phải 0.1 cái gì. Ôi, ra thằng 1. Chị không nhé. Ôi cổ luôn. Đó, anh Phương xin lập rác đồ các bạn ạ. Anh Phương nghĩ
nghĩ là lớp nền ngày hôm nay đã khá là hoàn hảo rồi. Trong lúc nói thì em Phương thường thích tự massage bản thân của mình. Và phần tiếp theo em Phương sẽ kẻ lông mày. Em Phương sẽ sử dụng bút kẻ lông mày Himix của Hàn để mà kẻ lông mày. Ôi dồi ôi, nguy hiểm quá. Review của cái bút này thì em Phương đã nói trong cái video của em Phương rồi, cái video mới gần đây. Em Phương sẽ tạo những cái stroke nhỏ để mà lông mày trông tự nhiên nhất. Hôm nay thì em Phương tập trung vẽ lông mày về phía thái dương một chút xíu. Tại vì mình thích như vậy. Rồi xong bên này nha. Rồi sang bên đấy luôn, không chả gì hết. Em Phương sang luôn bên kia. Ôi rồi chạy chạy đó em Phương. Hôm nay thì em Phương tập trung nhấn vào đuôi mắt. Ôi hôm nay không những đuôi mắt mà còn ở giữa trán nữa. Hôm nay em Phương thể tạo shape lông mày ngang nhưng mà đuôi thì sẽ hơi sắc nhọn một chút xíu để mà tạo cảm giác quyến rũ. Thôi mặt chị vui. Chưa, nhìn mặt chị vui quá à, vậy là tiêu rồi. Sau khi đã kẻ lông mày xong thì em Phương sẽ sử dụng gel lông mày để mà cố định lại cái hàng lông mày em Phương vừa mới kẻ. Và gel lông mày em Phương sử dụng ngày hôm nay cũng là của Himix luôn. Cái gel lông mày này có màu khá là giống tóc em Phương cho nên em Phương rất là thích. Cái này em biết chứ, chị thấy nó là nó đậm hơn đúng không? À nó nhạt hơn. Nó nhạt hơn à? Rồi em Phương sẽ từ từ em Phương chải lên lông, nhưng mà hôm nay em Phương cảm thấy mình ambitious sau mọi ngày cho nên là mình sẽ chải luôn trên da. Rồi xuất sắc. Sau khi đã kẻ lông mày xong thì bây giờ em Phương sẽ tới phần kẻ mắt. Bản màu mắt hôm nay em Phương sử dụng là của Lorac và đây là bản đầu tiên. Hôm nay là phong cách em Phương theo đuổi là phong cách tự nhiên nhưng mà lồng lộn. Chúc chị may mắn. Lồng lộn trước nha. Rồi lồng lộn trước, ôi trời ơi, được lựa chọn lồng lộn trước. Đó, em Phương sẽ dùng một cái màu nâu đậm và em Phương sẽ kẻ hốc mắt trước. Bình thường á thì mình sẽ phủ toàn bộ bộ mắt của mình với một cái màu nhạt trước, nhưng mà hôm nay mình cảm thấy là tay của mình vững vàng chắc chắn cho nên là mình kẻ luôn màu đậm. Tiết kiệm thời gian đó. Ôi chưa bao giờ mà em Phương kẻ cái màu mà nó xuống dưới, nó xuống đến như vậy và nó lên đến như vậy. Cái này không đúng. Cái này không giống hốc mắt, đừng sợ nó hốc mũi các bạn. Em Phương sẽ tạo điểm nhấn ở bầu mắt với một cái màu vàng đồng vậy á. Dạ đúng rồi, sau một hồi tìm kiếm thì Phương đã tìm thấy bầu mắt của mình rồi. Rồi bầu mắt thôi, bầu mắt thôi mà. Rồi ok, chị cũng không nhìn thấy gì luôn. Có vẻ gồ ghề đúng rồi, quay lại chỗ. Quay lại. Sau khi mà em Phương đã cảm thấy bầu mắt đã khá là bling bling thì bây giờ mình sẽ quay lại màu gold lúc nãy để mà intensify cái hốc mắt của mình, tạo cái độ smoky hơn. Ui. Để nhấn lại hốc mắt thì em Phương dùng màu xám các bạn ạ. Rồi vô đi. Nâu xám vàng đánh nhau à. Lần này thì em Phương chỉ tập trung nhấn vào hốc mắt thôi. Chuẩn, không cần chỉnh. Không biết các bạn thấy như thế nào nhưng mà em Phương cảm thấy khá là tự tin với makeup lúc này. Và sau khi đã đánh màu mắt bên trên thì bây giờ thì em Phương sẽ nhấn cái hàng mi dưới. Nãy giờ em Phương đã tan rất là chăm chỉ. Và sau đây em Phương xin phép chuyển sang một phần khác, đó chính là chải, chính là kẻ mắt. Em Phương chưa bao giờ cầm cái cọ mà nó đứng như vậy hết trơn. Nó chỉ thẳng ra con mắt như vậy hết trơn. Ô, đường mắt màu sắc nè. Ô, hai đường mắt mèo sắc nét. Rồi, lỗi tay. Hôm nay em Phương dùng tay trái để vẽ mắt mèo. Không sợ, làm như cấp. Đó. Sau khi đã mà vẽ mắt xong thì em Phương sẽ chuyển qua bước chải mascara. Và mascara hôm nay mình dùng là của Dolly Wing. Em Phương sẽ... Đấy mình không dám nói. Hình như nó chưa chạm mi đúng không? Nó chạm rồi chị ạ. Không cần chạm lắm đâu. Thôi lông mi của em dài sẵn rồi. Ôi lông mi của em dài sẵn rồi. Cái Dolly Queen này rất là tốt trong việc mà giữ cho mi cong, giữ cho mi dài, nhưng mà cũng rất là dễ chọc cho mắt. Các bạn thấy trong này mắt của Phương như thế nào? Quyến rũ, sexy, lồng lộn. Sau khi đã hoàn thành xong phần mắt thì bây giờ em Phương sẽ qua má hồng. Và má hồng ngày hôm nay mình sử dụng là của Tarte. Màu của em Phương dùng là màu Daydream. Không cần nói. Màu của em Phương dùng là màu Daydream. Em Phương tự quấn phần này. Em Phương mà có nhiều diện tích mà nên nhiều. Ôi dồi ôi.
sau khi mà anh Phương đã tha má hồng thì bây giờ anh Phương sẽ đánh bronzer. Đối với anh Phương là cái bronzer là một trong những bước rất là quan trọng, tại vì khuôn mặt của mình nó to quá mà, cho nên là đánh bronzer để mà làm giảm diện tích mặt của mình lại, hay là cách khác đây chỉ là một hình thức chặt mặt miễn phí. Bronzer mình sử dụng ngày hôm nay là của Too Faced Chocolate Soleil. Mình sẽ dùng một cái cọ mát của Sigma để mà contour cho thật là chuẩn xác. Ok, cô không biết là cọ kéo mình hay là mình kéo cọ đi nữa. Hóc mũi đi nha. Ôi, hóc mũi hả chị? Sống mũi sao? Sống mũi luôn, đâu có sợ. Đánh sống giờ... mũi và bằng cọ này là chuẩn rồi. Ừ, chuẩn rồi, kiểu gì cũng vô sống mũi hết trơn, đâu sợ. Rồi, và một chút trên trán nữa. À, sống mũi còn lại, đúng rồi. Chứ bây giờ sử dụng cái cọ to như vậy để mà đánh sống mũi cuộc đời. Chán. Ôi, cô bên đấy luôn. Tiếp theo thì anh Phương sẽ đến bước chói lai nhất trong clip này, đó chính là highlight. Và bản highlight ngày hôm nay anh Phương sử dụng đó là của MAC, màu Soft and Gentle, rất là nổi tiếng. Very đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay cả nhân trung vẫn màu chút trắng nữa nha các bạn. Ôi, lên tí. Ôi, xuất phát rồi. Bước cuối cùng là anh Phương sẽ thoa son, và như lúc nãy có nói ban đầu thì anh Phương muốn cái khuôn mặt mình có một điểm nhấn một chút xíu, cho nên là mình sẽ sử dụng một màu son đậm trong cái clip này. Và màu son anh Phương sử dụng đó là của Colourpop màu Rouge. Lúc mà apply son kem thì anh Phương bình thường dành rất là nhiều thời gian, tại vì apply son kem rất là khó, thì để xem hôm nay anh Phương làm như thế nào nhé. Oh my, cảm giác như là hôm nay mình ăn son vậy, tôi cũng có gì vào tao không? Chưa vào màu không? You think? Bên này nữa nha. À, bên này nữa nha. Đây, cô chưa bao giờ thoa nhiều son kem nhẹ cho cuộc đời. Ta-da! Các bạn thấy không? Makeup look của anh Phương như thế nào? À, một bước nữa chứ. Là bước cuối cùng là anh Phương sẽ xịt khoáng để mà giữ lại cái lớp makeup này cả ngày không trôi. You sure? I'm sure. Và cái xịt khoáng hôm nay mình sử dụng là của Tatcha. Oh. Ôi, xịt ké. Ôi, xịt ké hay gì? Rồi. Ta-da! Sợ tóc hả? Bây giờ thì anh Phương sẽ thả tóc ra để mà cái một tạo hình quyến rũ. Ôi trời, lập chưa lên luôn. Đấy. Hấp. Bây giờ là pose như là em bình thường có swap cái dạng pose nè. Pose, snap, snap, công bằng nhất khi mà cho cái người mà đã cho cái tay của anh Phương makeup artist cho makeup artist nhìn cái mặt của anh Phương. Xinh đẹp như anh Phương nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.